Hello, chào mừng mọi người đến với 3D Easy, và mình là Phú. Và ngày hôm nay mình đã quay trở lại với một video mới. Mình thật sự rất xin lỗi mọi người. Mỗi lần mà quay video, lúc nào mình cũng phải nói câu là xin lỗi các bạn. Nhưng mà thật sự là mình cực kỳ xin lỗi vì khoảng thời gian vừa qua chắc cũng phải hơn tháng rồi mình chưa ra video nào cả, đúng không? Các bạn thời gian vừa qua như thế nào? Có khỏe mạnh không? Hay là cuối năm chúng ta chạy deadline, có mệt mỏi? Và nói chung là Tết cũng đến rồi, mình nghĩ là công việc nó cũng sẽ rất là dồn dập ha. Thì mình hy vọng là tất cả chúng ta đều hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe và để đó một cái Tết thật là vui vẻ ha. Thì nếu mà các bạn có những cái gì mà vui hay là các bạn đang khỏe mạnh thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Mình rất là mong để nhìn thấy những comment của các bạn nói cho mình biết là các bạn đang ổn ha, và đang rất là tốt và chuẩn bị đón năm mới. Bản thân mình thì thời gian vừa qua mình cũng ráng giữ sức khỏe rất là nhiều. Các bạn biết là dịch bệnh cũng vẫn còn đang khá là phức tạp. Mình cũng ráng ở nhà và giữ sức khỏe. Nói chung là giữ sức khỏe để làm việc. Tại khoảng thời gian vừa qua mình rất là nhiều việc đó. Duy trì cái khóa học Secret nè, cũng như là mình phải upgrade cái video, upgrade những cái bài giảng cho cái khóa học nữa. Mình upgrade đâu đó chắc mình đếm sơ sơ trong khoảng tháng, và mình edit chắc cũng phải cả trăm cái video bài giảng đó. Tại vì rất là nhiều những cái kiến thức mới. Và thật ra trong cái quá trình giảng dạy thì mình sẽ rút ra được những cái cách mà để có thể giảng giải, để có thể truyền đạt cho học viên của mình một cách hiệu quả hơn. Và nói chung là quá trình dạy học thì chắc chắn nó sẽ rút được rất là nhiều kinh nghiệm, và từ những cái việc đó thì mình sẽ upgrade những cái bài giảng mới của mình để có thể giúp những cái bạn học viên á nghe nó dễ hiểu hơn, với lại là tiếp thu những kiến thức nó nhanh hơn. Đây thì nói chung là làm khá là nhiều, nhưng mình cũng rất là vui bởi vì cái kết quả đạt được mình thấy cũng rất là tích cực và mình cực kỳ vui. Và đó cũng là lý do mà mình làm video ngày hôm nay. Bởi vì trong cái quá trình mà giảng dạy thì mình nói chung là suy ngẫm, suy luận rất là nhiều, và mình đã đúc kết ra và nhìn thấy được những cái điều mà mình hy vọng là thông qua video này có thể giúp các bạn, đặc biệt là những bạn đang còn đi học và những người mà mình nghĩ là đang muốn học về một cái lĩnh vực mới nào đó, thì có thể dựa theo những cái kinh nghiệm mà hôm nay mình chia sẻ để có thể đúc kết và tìm ra được một cái giải pháp cho mọi người. Thì cái chủ đề ngày hôm nay đó chính là chúng ta hãy xem mình như là những đứa trẻ cấp 1. Một cái chủ đề nghe nó có vẻ là nó huyền bí đúng không? Nó kiểu quá, thằng này nói gì vậy? Nhưng mà các bạn yên tâm đi, hãy cùng theo mình vào video để biết là chi tiết đó là sao nhé. Ok, thì trước khi vào chủ đề thì mình muốn nói là đây là một cái quan điểm cá nhân của bản thân mình, những cái kinh nghiệm mà mình đã đúc kết được ha. Cho nên là có thể là một số bạn thì thấy nó đúng và một số người cảm thấy nó sai, nó không hợp lý, hoặc là một số bạn áp dụng vào thấy là nó không thực tế lắm. Thì cái đó là do cái trải nghiệm và quan điểm của từng người. Cho nên là nếu mà các bạn thấy đúng thì ok, các bạn có thể làm theo mình. Hoặc là các bạn thấy không hợp lý thì thôi, bỏ qua nghe chơi cho vui thôi. Kiểu như là buổi tối đi làm về hay là ngồi làm việc nghe có đứa lại nhảy chơi đỡ buồn chẳng hạn ha. Rồi, thì nói về cái việc mà chúng ta hãy tự xem mình là một cái đứa trẻ cấp 1. Bởi vì sao? Là bởi vì trong cái quá trình mà mình làm việc và mình dạy thì mình, cái này là cũng là đúc kết từ bản thân mình nữa nha, chứ không phải là từ những cái bạn học viên của mình không. Thì mình thấy là đa số chúng ta khi mà mới bắt đầu tìm hiểu một cái lĩnh vực nào đó thì chúng ta sẽ có một cái ước mơ rất là cao. Nghĩa là ví dụ như nếu các bạn, mình nói là đặc thù về cái ngành này đi, ví dụ như các bạn ngoài ngành có thể nhìn vào cái ngành 3D này, hoặc là cái ngành về làm phim, làm game này, thì mọi người sẽ đầu tiên các bạn sẽ tưởng tượng ra là chà, mình sẽ là một cái artist dữ dội, mình sẽ chế ra những cái game xịn sò nhất có thể, mình sẽ làm được những cái bộ phim hoành tráng nhất như là Disney hay là Pixar, hay là mình có thể làm một cái artwork gì đó khủng khiếp lắm không? Các bạn chưa học nữa mà các bạn nhìn vào ngành này các bạn sẽ thấy là học cái ngành này chúng ta sẽ làm được những cái đó. Hoặc là ví dụ nếu mà các bạn tìm hiểu về đầu tư, về chứng khoán, thì các bạn thấy chà, đầu tư chứng khoán cái này ngon rồi nha, cái này là khi mà mình master được cái này, mình học được cái này là mình sẽ kiểu như là đầu tư cổ phiếu mà nó lên giá gấp 5, gấp 10 lần, gấp 20 lần là mình sẽ giàu sụ, mình sống sung sướng trong biệt thự xa hoa loại vậy. Hoặc là nếu mà các bạn nhìn về quản trị kinh doanh thì các bạn sẽ thấy là học cái ngành này là sau này mình sẽ đi làm sếp nha, rồi mình sẽ đi siêu xe, rồi mình sẽ đứng chỉ tay năm ngón chỉ đạo các người ta đó. Thì tất cả chúng ta khi mà nhìn vào một cái lĩnh vực mới nào và chúng ta muốn học, chúng ta đều nhìn thấy những cái điều gọi là đỉnh của chóp trong cái ngành đó cả. Và không ai suy nghĩ là, chúng ta sẽ rất ít khi nghĩ là để mà đạt được những cái đó thì cần một cái quá trình cực kỳ dài, cực kỳ dài luôn, dài kinh khủng và khó khăn kinh khủng mới đạt được như vậy.
Các bạn không thể nào các bạn vừa mới vào đầu tư chứng khoán mà các bạn mua cái cổ phiếu, trừ khi các bạn ăn hên thôi, các bạn rùa thôi. Nhưng mà phần lớn chúng ta mua cái cổ phiếu thì kiểu gì thì những cái cổ phiếu đầu tiên, những cái công ty đầu tiên chúng ta đều phải mất tiền, chúng ta lỗ. Và có thể là quầy vốn chẳng hạn đó, rất là nhiều những cái đau thương. Hoặc là khi mà các bạn vừa học quản trị kinh doanh ra, các bạn không có kinh nghiệm về về ngành nghề nào cả thì chả ai cho các bạn làm sếp cả. Một cái điều rất là hiển nhiên, một cái điều rất là bình thường trong xã hội là các bạn đi học ra thì các bạn phải ngồi làm lính trước, phải làm thợ, làm lính trước, là từ từ chúng ta mới lên thầy, đúng không? Và nếu mà trong ngành trading cũng vậy, các bạn học ra các bạn chả có tự mình làm được một cái phim hay một cái game gì đâu. Tại vì một cái sản phẩm nó rất là lớn, rất là khổng lồ, nó đòi hỏi cả một bộ máy, cả một công ty và rất rất là nhiều người góp công góp sức vào để có thể làm được những cái chuyện đó. Có thể là có những cái game một người làm nhưng mà nó cực kỳ hiếm và đòi hỏi là mọi người phải có trình độ chuyên môn rất là cao, cũng như là cái tính kiên trì cực kỳ bền bỉ luôn thì các bạn mới có thể tự một mình develop được một cái game, hay tự một mình làm một cái đoạn phim chẳng hạn. Đấy, lời khuyên của mình là khi mà chúng ta mới vừa bắt đầu vào một cái lĩnh vực nào đó thì cái điều quan trọng cực kỳ đó chính là cái việc các bạn hãy tập trung vào những cái kỹ năng cơ bản nhất của cái ngành nghề đó. Tại vì sao? Tại vì phần lớn chúng ta đăng ký học hay là đi học gì đó, chúng ta đều phải expect là cái trường đó hoặc là cái người thầy đó hoặc là cái người giảng viên đó, người ta sẽ dạy cho mình những cái tuyệt kỹ gì mà siêu đẳng, có nghĩa là búng tay một phát là biến các bạn từ một cái đứa không biết gì thành một cái siêu phẩm, không? Kiểu như siêu nhân chẳng hạn. Thì cái điều đó hoàn toàn không đúng ha. Tất cả những cái lớp học hay là những cái bài giảng được thiết kế dành cho những cái đối tượng khác nhau, một số cái bài giảng hoặc là một số cái khóa học á, người ta sẽ hướng đến những cái đối tượng đã biết rồi, những cái người đã có kinh nghiệm rồi, gọi là advanced, hay người ta sẽ hướng đến những cái đối tượng đó. Thì những cái bài giảng đó sẽ được thiết kế cho những cái bạn nào hoặc là những cái người mà đã có kinh nghiệm trong cái ngành nghề đó, trong cái lĩnh vực đó một thời gian rồi, người ta đã thấm nhuần một số cái kiến thức cơ bản, một số cái cốt lõi rồi, thì khi đó người ta mới bắt đầu người ta bước lên, người ta học những cái advanced cao hơn. Còn đa số chúng ta khi mình mới bắt đầu vào á, mới bắt đầu bước chân vào một cái ngành nghề, một cái mảng nào á, thì phần lớn tất cả chúng ta đều cần phải học những cái gì đó nó căn bản, nó cơ bản và nó mang cái chính chất nền tảng. Mình biết là những cái điều đó rất là chán, cực kỳ chán, tại vì học những cái cơ bản chán lắm, không có gì vui á, nhìn nó rất là bình thường, kiểu không tạo ra được những cái thứ rất cực kỳ bình thường. Ví dụ như là khi mà các bạn tập học làm đầu bếp thì các bạn sẽ tập sử dụng dao, kiểu như là đầu tiên các bạn phải đi rửa chén, phải đi sắc hành, sắc rau đó, các bạn phải biết cách là xài dao nào để cắt cái gì, cái con dao này để cắt miếng cá này, con dao kia để cắt rau, con dao nọ để cắt thịt gì đó, đại loại là vậy. Mỗi loại dao thì có mỗi cái công dụng riêng, hoặc mỗi cái dụng cụ thì có mỗi công dụng riêng đó. Hoặc là nếu mà các bạn học về lái xe đó, đơn giản nếu mà các bạn học lái xe cũng vậy, không, các bạn sẽ biết là gạt cái cần số, gạt như thế nào để xe nó chạy, hoặc là đạp đó, đạp ga chỗ nào, đạp thắng chỗ nào, đấy kiểu vậy. Hoặc là đọc những cái thông số ở trên những cái bảng đồng hồ xem là những cái thông số nó ok không. Hoặc là chán hơn hết, chán nhất luôn, đó là các bạn phải học được những cái biển báo giao thông để các bạn đi cho đúng, còn đi đúng là cảnh sát giao thông thổi các bạn là tốn tiền hơi bị dữ luôn á, đúng không? Thì khi mà chúng ta học những cái ngành nghề khác cũng vậy, học trade, học đầu tư chứng khoán, học bất động sản, học bất cứ cái ngành nghề mới nào, thì những cái điều yếu tố căn bản sẽ là những cái cực kỳ quan trọng và những cái quyết định là các bạn có tiến xa được nữa hay không trong cái lĩnh vực đó. Ví dụ như các bạn học xe, các bạn học lái xe mà các bạn không biết đạp cần số, không biết đạp ga, không biết nhìn biển báo hiệu thì các bạn đâu có dám lấy xe ra ngoài đường chạy. Thì nếu mà các bạn không lấy xe ra ngoài đường chạy thì làm sao mà các bạn cải thiện được kỹ năng lái xe sau này? Và nếu mà các bạn có lấy xe ra đường chạy thì các bạn cũng bị tai nạn, các bạn cũng bị nguy hiểm tới tính mạng hoặc là gây ảnh hưởng tới sự an toàn của những người xung quanh, đúng không? Thì đầu tiên khi học lái xe thì phải biết là chạy, và chạy cho nó ổn, chạy được và chạy nó an toàn trước, chạy chậm trước. Rồi sau khi mà các bạn đã có được những kỹ năng chạy cơ bản đó rồi, suốt một cái quá trình các bạn thực hành nó và các bạn làm chủ cái đó tốt rồi, thì cái đó vào các bạn mới vào trường đua để các bạn học grip, học những cái kỹ năng đua hoặc là chạy tốc độ cao và kiểm soát cái xe như thế nào để nó không bị lật, hay là grip nó không lật xe, grip ra được một cái đường grip nó đẹp hay là nó hoàn hảo, và bẻ cua gấp chẳng hạn, các kiểu. Rất là nhiều những kỹ năng nâng cao, mà những kỹ năng đó sẽ đòi hỏi là mọi người cần phải có một cái kiến thức nền tảng cực kỳ vững chắc để có thể làm được điều đó. Các bạn hiểu ý mình đây không? Có nghĩa là chúng ta
phải tự xem mình là một cái đứa học sinh cấp 1 để chúng ta học ngôn ngữ. Có nghĩa là mỗi cái ngành nghề nó sẽ có một cái loại ngôn ngữ dành riêng cho nó. Học về chứng khoán thì các bạn sẽ biết là ở những cái thuật ngữ chứng khoán cơ bản như thế nào, hoặc là các bạn học về đầu bếp thì có những cái loại dao đó. Những cái dao đó là những cái ngôn ngữ của nghề đầu bếp, hoặc là những cái gia vị đó, những cái loại nguyên liệu đó, các bạn phải học ngôn ngữ của cái lĩnh vực các bạn đang theo đuổi trước, rồi sau đó các bạn mới leo vào trong đó. Các bạn hiểu được cái ngôn ngữ của nó rồi thì các bạn mới có thể đi nhanh được. Đa số khi mà mình dạy học đó thì mình thấy là những bạn trẻ khi mà mới vừa tham gia, mới vừa học, bên cơ bản là mình chạy silver đâu, thì mới vừa vào lớp mình thì thường là sẽ mơ mộng rất là cao, muốn làm cái gì đó nó rất là siêu cao, siêu advanced, kiểu là real á, làm kiểu thật, thật là thật, detail từng hột mụn hay là mặt người, cấp sao cho nó giống y chang cái người thật. Hoặc là các bạn mơ tới làm những cái thứ nói chung là cao siêu lắm, thì tất cả chúng ta đều có những cái ước mơ cao siêu như vậy. Bản thân mình khi mà bắt đầu một cái lĩnh vực nào chúng ta đều có, và chúng ta phải nhìn vào thực tế và phải hiểu được là để mà làm cao siêu đó thì chúng ta phải bắt buộc làm những cái cơ bản, học những cái thứ nó rất là chán, ví dụ như anatomy, ví dụ như là phân tích hình ảnh, phân tích reference, tìm kiếm rep như thế nào, rồi canh tỷ lệ nhân vật ra sao cho nó đúng, nhìn luyện con mắt của chúng ta nhìn xem là khi mà scope ra thì cái hình dáng nó như thế nào thì mới được gọi là nhìn nó ổn, check được những cái góc camera xoay cái góc nào để có thể check được cái con nhân vật là nó đẹp. Ông nhìn nó đúng rồi, đẹp, mình chưa nói tới chuyện đẹp xấu, tại vì đẹp xấu là do mắt mọi người, nhưng mà để nhìn cho nó đúng, nhìn cho nó mượt á, thì đấy là những cái thứ mà rất là chán và nó rất là buồn tẻ, nhưng mà đòi hỏi nếu mà các bạn muốn đi xa thì các bạn phải học những cái điều đó. Thì một cái người thầy á, như mình nói đầu video á, những cái lớp học, mỗi lớp người ta sẽ thiết kế dành cho những cái đối tượng nhất định. Thì với những cái bạn mới vào á, thì chúng ta nên mới tìm hiểu một cái lĩnh vực nào thì chúng ta nên bắt đầu từ những cái lớp căn bản trước, chúng ta đừng có nhảy vào advanced. Nhảy vào advanced là chúng ta chết, tại vì chúng ta không có đủ kỹ năng để hiểu nó. Một cái người thầy khi mà người ta dạy á, bản thân mình á, mình cũng rất là thích truyền đạt những cái thứ rất là cao siêu cho các bạn. Thật sự mình rất là thích nói những cái cao siêu, chả ai muốn nói những cái mà cơ bản nó chán ngắt như vậy cả. Nhưng mà các bạn phải hiểu một cái vấn đề là để mà các bạn thẩm thấu được những cái cao siêu mà bản thân cái người truyền đạt, người ta truyền cho các bạn á, thì các bạn trước hết phải hiểu được cái ngôn ngữ cơ bản của cái lĩnh vực đó. Như mình nói hồi nãy, các bạn hiểu được cái ngôn ngữ cơ bản trước, rồi các bạn mới có thể hiểu được những cái thứ cao siêu sau. Và chúng ta tưởng tượng như là một đứa học sinh lớp 1, không thể nào mà đứa học sinh lớp 1 có thể giải một bài toán của một học sinh lớp 12 được, mà nó chỉ có thể giải được cái bài toán 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, đơn giản vậy thôi. Khi mà nó giải được cái bài toán 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, thì bắt đầu nó mới học thêm một cái bài toán phép nhân, chia, rồi lý thừa, rồi lên từ từ. Thì khi mà đạt được tất cả những cái kiến thức bên dưới đó thì mới bắt đầu có thể giải tích phân. Rồi ra mình nói về tích phân này thôi chứ mình dốt về toán đó, mình không nhớ tích phân là gì đâu, nhưng mà đại loại đó là một cái ví dụ của mình á. Nghĩa là để đạt được cái level cao, để lên được, để hiểu được những cái điều cao cấp mà người ta, những cái người trong ngành, người mà nó có kinh nghiệm, người ta có thể truyền đạt cho các bạn những cái kiến thức đó, thì đầu tiên các bạn phải bắt đầu từ những cái thứ thấp bé. Và nó là một cái quá trình cực kỳ dài. Bản thân mình chia sẻ thật rất là thật, đó là trước khi mình có thể làm được những cái thứ mà cao siêu một chút xíu ha, thì mình đã phải dành rất là nhiều thời gian để học những cái cơ bản, dành rất là nhiều năm trong cuộc đời mình đi làm, bắt đầu từ những cái cơ bản trước, học từ từ. Nói về cái ngành 3D chẳng hạn ha, thì mình đâu đó để tốn gần hơn cả năm trong cái quá trình làm việc đó, là mình đã học anatomy rồi. Về một cái mảng thôi là anatomy thôi, thì quá trình làm việc thì mình đã scope và làm anatomy rồi, nhưng mà nó chưa tới một cái level đâu. Tại vì bản thân mình ngày xưa cũng vậy, cũng rất là chán cái mảng về học về anatomy, thấy nó rất là khô khan và mình rất là ghét. Và chủ yếu là mình làm theo cái kiểu là mình thấy cái hình thực tế như thế nào, cái khối lồi như thế nào thì mình scope nó như vậy thôi. Bản thân mình không hề mà dành thời gian để tìm hiểu rõ là cái cấu tạo cơ thể như thế nào, từ cái cấu trúc xương, cái cấu trúc cơ bên dưới để nó tạo ra hình dáng như thế nào. Mình chỉ kiểu giống như con vẹt, thấy bên này như sao thì mình làm theo như vậy. Nhưng mà những cái điều đó đã kéo mình đi chậm rất là nhiều. Và khi mà mình chợt nhận ra được cái vấn đề đó thì mình đã phải dành rất là nhiều thời gian để study tôi một cách là nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc. Mỗi ngày mình dành một khoảng thời gian đó để mình scope, và cứ kéo dài cái quá trình nó liên tục trong vòng hơn một năm trời. Thì khi đó mình mới bắt đầu mình hiểu được gọi là mức độ cơ bản về anatomy.
sau một năm đó thì mình vẫn tiếp tục ha, vẫn study, nhưng mà khi đó thì cái tốc độ mình nó sẽ đi nhanh hơn một chút xíu, và cứ từ từ thì tới bây giờ thì mình có thể gọi là tạm ổn về cái mảng anatomy. Mình đã hiểu được đâu đó 80%, 80% gì đó. Nói chung là mình không có tự đánh giá bản thân mình, nhưng mà mình ok, tôi có thể nhìn thấy được cái cấu trúc này, tôi có thể thấy được cái cấu trúc xương như thế này, và tôi làm theo, tôi hiểu được là tại sao nó là như vậy. Đấy, thì đó là một cái quá trình cực kỳ dài. Và ngoài anatomy ra, trong 3D thì còn rất nhiều những cái kỹ năng khác mà chúng ta cần phải hoàn thiện. Và nếu mà các bạn thực sự là muốn theo đuổi một cái lĩnh vực nào đó, mình không nói riêng về 3D, lĩnh vực nào đó, thì chúng ta phải cực kỳ nghiêm túc. Và chúng ta phải hiểu được là chúng ta có thể là ước mơ làm những cái cao lớn, nhưng mà thực tế chúng ta phải chấp nhận một cái sự thật là để mà đạt được cái ước mơ đó thì chúng ta phải bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, từ những thứ cơ bản, từ những cái ngôn ngữ, từ những cái phép tính nhỏ trong cái lĩnh vực mà chúng ta đang theo đuổi ha. Đó, thì nói chung là cái video ngày hôm nay của mình nói khá là nhiều, và có lẽ là mình nói nó hơi vòng vo chút xíu, nó không có được mạch lạc như những cái video khác, đơn giản là do cái mạch cảm xúc của mình. Tự nhiên cái hôm nay mình thấy hứng thú lên, mình ngồi mình suy nghĩ, mình chợt nảy ra một cái idea như vậy, và mình vào mình set up và mình quay luôn, cho nên là không có một cái kịch bản nó chỉnh chu như là mọi lần. Nhưng mà mình hy vọng là để bù đắp cái sự thiếu chỉnh chu đó, thì mình hy vọng là cái cảm xúc của mình, cái giọng điệu của mình và cái lối suy nghĩ của mình có thể chạm đến mọi người, và có thể góp một phần nào đó nhỏ nhỏ để thúc đẩy các bạn tiến về phía trước, hoặc là giúp cho các bạn hiểu ra được cái vấn đề mà wow, hồi đó giờ tại sao mình không nghĩ đến điều này, đúng không? Ồ, hôm nay may có thằng quỷ này ngồi nó nhảm nhảm nhưng mà cũng hiệu quả ghê, đúng không? Mình hy vọng là mình có thể giúp cho các bạn như vậy ha. Rồi, thì qua video này các bạn thấy có gì thắc mắc, hay là muốn comment, hay là muốn góp ý gì thì hãy viết bình luận bên dưới nha. Mình sẽ cố gắng đọc và trả lời cho mọi người. Thực ra thì mình cố gắng trả lời hết cho các bạn, nhưng mà thực ra thì mình cũng không thể làm được điều đó đâu. Nói chung là cái nào mà mình thấy là có thể với cái kiến thức của mình có thể trả lời được thì mình sẽ trả lời cho các bạn ha. Rồi, và nếu mà các bạn thích mình và là muốn giúp cho mình phát triển channel thì hãy nhớ share video này cho bạn bè của mình, cũng như là cho mình một like và subscribe channel để lần sau đón xem những video tiếp theo của mình nhé. Rồi, thì hôm nay chắc là không làm cái vụ và subscribe channel của mình gì nữa đâu ha. Nhưng mà ok, chúc các bạn một ngày vui vẻ, cũng như là Tết sắp tới thì mọi người có thể giữ gìn sức khỏe để có thể đón một cái Tết với gia đình của mình. Và hy vọng là công việc ở cuối năm có thể tốt đẹp hơn, cũng như là qua năm sau thì mọi người đạt được nhiều thành công hơn trong công việc ha. Rồi, mình chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong video sau. Bye bye.